Chào các bạn nha, hôm nay bữa cơm ngày thường của mình gồm hai món: cá lóc phi lê kho tiêu và canh phai ngọt nấu với tôm khô. Đây là phai ngọt tím nè các bạn. Bữa cơm của mình hôm nay rất là đơn giản và dễ làm. Nếu các bạn có thấy thích thì cùng vào bếp làm với mình cho vui nha. Để làm món cá lóc kho tiêu thì ở đây mình có mua cá lóc phi lê nè các bạn. Mình mua về mình rửa sạch hết rồi mình để cho ráo nước rồi. Còn bên đây á, thì mình nấu canh phai ngọt nè, phai ngọt tím. Ở đây là rau ngò ôm với ngò gai. Mình nấu với tôm khô nha. Tôm khô này mình ngâm rồi chút nữa mình rửa sạch mình để ráo nước mới nấu. Rồi mới vừa cắt cá ra xong rồi các bạn ơi. Tiếp theo mình bắt cái chảo lên kho cá luôn nha. Mình cho một ít nước lọc vào. Mình cho vào đây một muỗng ăn canh đường để thắng nước màu kho cá các bạn. Mình thấy đều nha. Mình thấy nước màu vừa lên màu cánh gián thì mình cho dầu ăn vào nha các bạn. Rồi mình tắt lửa đi để sợ nó khét. Bây giờ mình cho hành cái hành gốc hành lá các bạn với lại tỏi tím, mình thấy đều nè cho nó thơm. Lúc mình kho cá mình để cái gốc hành với lại củ hành tím nó thơm ngon lắm các bạn, cá nó không có bị tanh. Rồi mình dặn lửa lên lại. Mình thấy củ hành tím với gốc hành vừa vàng tới thì mình cho cá vào luôn nha. Rồi cá thấm đều nước màu thì bây giờ mình sẽ cho nước mắm vào luôn. Mình lấy cái muỗng múc đường hồi nãy mình lường luôn. 1 2 3. Mình nêm vào đây 3 muỗng nước mắm trước đi các bạn. Khi mà cá gần chín á thì mình nêm nếm lại, chưa vừa ăn thì mình nêm tiếp nha. Rồi mình nêm hạt nêm vô cá nữa. 1 muỗng. 2 muỗng nhỏ hạt nêm. 1 ít tiêu nữa. Mình cho thêm ớt vào nữa. Rồi mình đảo đều ra. Rồi như vậy mình sẽ đậy nắp lại, mình kho thêm khoảng 10 phút nữa để cho cái gia vị á nó thấm vô trong cá, rồi sau á mình mới để nước nha các bạn. Rồi mình để đây kho từ từ đi. Rồi mình kho nãy giờ rồi. Bây giờ á mình chở cá lại cho nó thấm đều á các bạn, chở nhẹ nhàng thôi. Chở cá xong rồi mình cho nước vào nha. Rồi mình để nước ít thôi nha các bạn, vừa ngập mặt cá vậy thôi. Mình đậy nắp lại mình kho tiếp. Mình kho tiêu. Rồi bây giờ mình quay qua, mình bắt cái nồi lên để chuẩn bị nấu canh nha. Nồi của mình nóng rồi, mình cho một ít dầu ăn vào để mình xào tôm khô nha. Rồi ở đây là tỏi, gốc hành, củ hành tím mình cho vào cái nồi để mình phi cho thơm rồi mới để tôm khô vào. Mình thấy tỏi vừa vàng thì mình cho tôm khô vào luôn nha, chứ để vàng quá ăn nó bị đắng các bạn. Vừa vàng tới là được. Đảo đều tôm khô lên cho tôm khô nó thấm cái tỏi phi nó thơm. Tôm khô này hồi nãy mình ngâm rồi mình rửa thật là sạch để cho ráo nước thì mình mới xào nè. Mình nấu với tép hay mình nấu với thịt, mình phi cái tỏi mình làm giống như vậy đó các bạn, thì mình nấu cái nồi canh của mình thơm lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vào nha.
Rồi bây giờ mình đậy nắp lại, mình chờ cho nước sôi mới để khoai ngọt vào. Nước sôi rồi các bạn ơi, bây giờ mình cho canh cho khoai ngọt vào nha. Mình cho khoai ngọt cắt khúc ra trước, vô trước để mình nấu nó mềm, xong rồi mới tới cái khoai mà mình đập á các bạn. Mình đập một mớ, mình nấu cắt khúc một mớ. Rồi. Xong rồi mình đậy nắp lại. Một chút nữa mình cho cái khoai ngọt đập dập vào sau. Mình mới thử cái khoai ngọt này gần mềm mà. Giờ mình cho cái khoai ngọt mà đập dập vào nha. Này khoai tím, màu tím đẹp lắm luôn các bạn ơi. Mình thấy có bọt, mình vớt bọt ra luôn. Rồi mình tẩy nắp lại, mình nấu tiếp. Rồi bây giờ tiếp theo á, mình sẽ nêm luôn nha. Mình nêm vào đây khoảng một muỗng cà phê đường phèn. Hạt nêm thì mình nêm 2 muỗng nhỏ, nửa muỗng muối nhỏ. Nêm từ từ thôi các bạn, lỡ mặn cái khó ăn. Rồi mình đảo đều lên, rồi mình nêm lại coi, chưa vừa ăn thì nêm thêm. Hơi lạc xíu, mình cho xíu hạt nêm nữa là được. Rồi canh khoai của mình nêm nếm vừa ăn rồi các bạn ơi. Các bạn nêm theo khẩu vị của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho ngò gai với ngò ôm vào, cho cái nồi canh khoai của mình nó tăng cái vị hấp dẫn hơn. Mình cho phân nửa các bạn. Rồi nồi canh của mình xong rồi, mình tắt lửa luôn. Canh khoai ngọt của mình rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi, nấu với tôm khô ngọt lắm luôn. Cá của mình kho như vậy là được rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ trang trí lên cái chảo cá cho nó đẹp hơn nha, cho nó hấp dẫn hơn. Thì mình cho tiêu vào nè, mình sẽ trang trí ớt lên. Ớt này mình trang trí rồi, mình trang trí ớt lên xong rồi nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Đó, món cá kho tiêu của mình rất là ngon luôn. Món cá kho với lại món canh khoai ngọt của mình á, nấu đến đây đã xong rồi. Mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau.